nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh, Gói cô đơn để hát. Nghệ sĩ Tuyết Thanh sinh ngày 29 tháng 11 năm 1942 là một ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú của lĩnh vực ca hát Việt Nam. Bà là giọng ca nổi tiếng trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam giai đoạn 1965 đến 1990. Có vị trí trong số những giọng ca tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Bà nổi tiếng với các ca khúc cách mạng, phong trào chính ca, trong vị trí giọng ca chính solist lẫn lĩnh sướng của đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bà nằm trong top 10 ca sĩ nổi bật của nhạc đỏ, được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đợt 2 năm 1988 theo quyết định của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tuyết Thanh thành công trong nhiều thể loại, từ nhạc đỏ đến nhạc dân ca. Những tác phẩm bà thể hiện để lại dấu ấn đậm nét về một giọng ca có âm sắc thanh tú, thể loại đề tài đa dạng và khả năng chinh phục các cao độ mãnh liệt. Nhiều bài hát bà thể hiện đầu tiên đã trở thành dấu ấn kinh điển như bài ca Hà Nội, Nổi trống lên rừng núi ơi, Tiếng hò trên đất Nghệ An, Miền Nam nhớ mãi ơn người, bài ca Người phụ nữ Việt Nam, Bến cảng quê hương tôi, Như có bác trong ngày vui đại thắng, Song ca cùng Đặng Hùng. Một số bài hát nổi tiếng thường được chính Tuyết Thanh hát ngay sau khi nhạc sĩ sáng tác xong, đáp ứng tính thời sự cũng như được hoàn thiện thêm sau đó. Tuyết Thanh là một trong những giọng ca thu âm nhiều nhất của nhạc đỏ. Trong một lần phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam, bà cho biết có năm từng thu tới 600 ca khúc. Hiện nhiều bản thu vẫn được phát sóng và chia sẻ trên các trang nhạc đỏ. Một giọng hát cao vút, đầy lửa, từng làm rung động hàng triệu trái tim khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc, cũng như hàng vạn chiến sĩ trên mặt trận. Nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Đường, một trong 36 phố phường của Hà Nội. Trong gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng từ nhỏ, bà đã bộc lộ năng khiếu ca hát. 11 tuổi, Tuyết Thanh có mặt trong đội sơn ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. 14 tuổi, bà tham gia đội hợp xướng của các ông Đặng Hùng, Mạc Hy nổi tiếng thời bấy giờ. Ngay khi là cô nữ sinh trường Trưng Vương, Tuyết Thanh cũng đã được nhiều người biết đến với giọng hát sơn ca của mình. Theo nguyện vọng của gia đình, học xong, bà đi làm công việc đánh máy. Nhưng chỉ được một năm, tình yêu với ca hát đã khiến bà từ bỏ công việc ổn định để thi vào đoàn ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam và đoàn ca múa Trung ương. Đỗ cả hai nơi, Tuyết Thanh quyết định đầu quân vào Đài Tiếng Nói Việt Nam, bất chấp sự phản đối của gia đình. Bà kể, ngày ấy, biết con gái quyết tâm đi theo con đường ca hát, cụ thân sinh của bà giận đến mức bỏ đi lên Lạng Sơn một tuần liền. Không thể từ bỏ niềm đam mê của mình, Tuyết Thanh chỉ biết nhủ lòng, sẽ thật cố gắng để gia đình và bản thân không hối hận vì quyết định táo bạo này. Tình yêu với nghệ thuật, sự thông minh, tinh ý, nhưng trên tất cả là quá trình khổ luyện, đã giúp Tuyết Thanh từ một ca sĩ hát trong dàn đồng ca, trở thành một trong những solist của đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giờ đây, khi đã lùi xa phòng thu, xa ánh đèn sân khấu, nhưng những kỷ niệm đẹp của một thời sôi nổi, cống hiến hết mình cho âm nhạc, cho cuộc chiến đấu, vẫn trở đi trở lại trong những giấc mơ của bà. Với khán thính giả và người yêu âm nhạc thuở ấy, ấn tượng về giọng hát Tuyết Thanh là một giọng hát cao vút, đầy lửa và chứa đựng trong đó chất mộc mạc, giản dị. Điều vinh dự nhất trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh là nhiều lần được hát phục vụ Bác Hồ trong những năm cuối đời của người. Ca khúc Tuyết Thanh thường xuyên hát cho bác nghe là Tiếng hò trên đất Nghệ An của nhạc sĩ Tân Huyền. Ấn tượng của nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh về bác ngày đó vẫn rất đậm nét. Khi đó, bác thường mặc bộ quần áo nâu giản dị, chăm chú nghe hát. Dù sức khỏe yếu, nhưng mỗi lần ca sĩ hát xong, bác lại gọi vào tặng kẹo và hỏi han ân cần về đời sống. Lương như vậy các cháu có đói không? Chú Trần Lâm có lo được cho đời sống của các cháu không? Rồi người rơi nước mắt khi biết cuộc sống của các nghệ sĩ khi đó vẫn còn rất nhiều khó khăn và thiệt thòi. Mỗi bài hát với nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh là một kỷ niệm đẹp, là cùng với nhạc sĩ hát lên những tâm trạng, cảm xúc của mình. Nhiều ca khúc bà vinh dự là người thể hiện đầu tiên trên sóng phát thanh. Ví dụ như ca khúc Nổi trống lên rừng núi ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân. Năm 1965, Tuyết Thanh cùng các ca sĩ trong đoàn là Mộng Dung, Tuấn Kỳ và các nhạc sĩ Hồ Bắc, Văn Dung, Hoàng Vân, Trần Trung
đi thực tế sáng tác và biểu diễn tại vùng Lao Hà Yên, tức Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái. Trên đường đi, đường bộ bị giặc Mỹ bắn phá ác liệt, cả đoàn phải đeo ba lô đi bộ theo đường sắt. Một tuần liền đi bộ, tổng số 167 km, thiếu cơm, phải ăn cả dứa để trừ bữa. Tuyết Thành kể, đi bộ nhiều đến nỗi khi kết thúc chuyến đi về tới Hà Nội, chân bà sưng to vù, không thể xỏ nổi vào dép Thái Lan, chứ không nói gì đến guốc hay giày biểu diễn. Đói là thế, khổ là thế, nhưng các nghệ sĩ vẫn cất cao tiếng hát phục vụ chiến sĩ, đồng bào. Chính trong cái gian khổ, sống và chết cận kề ấy, nhạc sĩ Hoàng Vân đã sáng tác ca khúc Nổi Trống Lên Rừng Núi Ơi, với những giai điệu rộn ràng, tươi vui, và Tuyết Thành vinh dự là người thể hiện ca khúc này đầu tiên trên đường hành quân. Với chất giọng khỏe, truyền cảm hứng, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh hát được nhiều thể loại, từ những ca khúc thính phòng đến những ca khúc mang âm hưởng dân ca hay nhạc nhẹ. Bà cũng là người tạo dấu ấn mới cho những bài quan họ cổ như Ngồi Tựa Mạn Thuyền, Còn Duyên. Tuyết Thanh bảo, ngày xưa làm nghệ thuật, ít ai màng đến tiền bạc, danh vọng, chỉ mong muốn được hát để phục vụ nhân dân, phục vụ cuộc kháng chiến. Ký ức của những ngày tháng đẹp đẽ ấy trong bà là hát bên mâm pháo, hát trong những đường hầm thương binh. Có khi hát từ hầm nọ sang hầm kia. Khi quay trở lại, có thương binh đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Và hát trong những buổi phát thanh binh vận kêu gọi những ai lầm đường lạc lối trở về với gia đình, người thân, quê hương và đất nước. Hết lòng về nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh được nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú từ đợt đầu tiên và cũng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của ngành phát thanh nhận danh hiệu này. Bà đã dành trọn cuộc đời của mình cho âm nhạc, như sự sắp đặt của số phận, sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân của bà khi cô con gái duy nhất mới tròn 4 tuổi là thiệt thòi mà bà gặp phải khi chót mang trong mình tình yêu nghệ thuật. Lấy chồng là người cùng nghề, nhưng rồi những quan điểm sống khác nhau cứ đẩy họ ngày càng xa cách. Và chia tay là điều không muốn, nhưng cũng không thể khác với một người bản tính mạnh mẽ, quyết liệt và tôn trọng cảm xúc tuyệt đối như Tuyết Thanh. Trở thành một người mẹ đơn thân khi mới 31 tuổi, đằm thắm và tài năng như thế, nhưng Tuyết Thanh vẫn ở vậy từ đó đến nay. Đó chắc chắn là quãng thời gian không hề dễ dàng với một người phụ nữ. Bà tâm sự rằng, có lẽ sự bận rộn của công việc đã giúp bà vơi nhanh đi nỗi buồn. Ngày ấy, Tuyết Thanh là một tên tuổi được khán giả hâm mộ, nên có ngày bà có tới 5 đến 6 suất diễn. Đi diễn đến 1-2 giờ đêm mới về, sáng mai lại đi sớm nên ít có thời gian để buồn. Niềm an ủi nữa của bà là cô con gái tự lập và thông minh. Thừa hưởng gen của bố mẹ, cô theo học ngành thanh nhạc, tự tìm được học bổng và giờ đang làm việc tại Pháp. Nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh tâm sự, bà chỉ thực sự cảm thấy quạnh hiu sau ngày con gái lấy chồng. Gần 20 năm qua, bà tự mình chăm sóc, an ủi, lấy bản thân mình. Gần đây, bà bị tiền đình. Nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh nghĩ, ông trời chẳng cho ai tất cả, nhất là những nghệ sĩ phải luôn chấp nhận sự hy sinh. Trời phú cho bà giọng hát, cho bà được đi theo con đường nghệ thuật đến cùng, thì có lẽ cũng mang đến những thiệt thòi trong hạnh phúc riêng tư. Bận rộn là cách để bà hóa giải, gói ghém những nỗi buồn, những khát khao thầm kín. Sau khi về hưu, bà tiếp tục ký hợp đồng làm việc với đài. Thời gian rảnh rỗi, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thanh luyện thanh nhạc cho các học trò.